Ghế lãnh đạo cao cấp SG935 là một sản phẩm nội thất văn phòng cao cấp, được thiết kế dành riêng cho các vị lãnh đạo, giám đốc. Ghế có kiểu dáng hiện đại, sang trọng, mang lại sự thoải mái và đẳng cấp cho người sử dụng. Đặc điểm của ghế lãnh đạo SG935. Ghế lãnh đạo cao cấp thường được làm từ các chất liệu cao cấp, bền đẹp như da thật, da công nghiệp, gỗ tự nhiên. Ghế có kiểu dáng hiện đại, sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng. Ghế thường có các tính năng như nâng hạ độ cao, ngã lưng, xoay tròn, giúp người sử dụng thoải mái hơn khi làm việc. Ghế lãnh đạo cao cấp bọc da là loại ghế được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ sang trọng và đẳng cấp. Da là chất liệu có độ bền cao, dễ vệ sinh và mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi. Tay ghế hợp kim nhôm sáng bóng mang lại vẻ sang trọng và đẳng cấp cho ghế. Tay ghế có thiết kế chắc chắn, giúp người sử dụng có thể tựa tay thoải mái khi làm việc ghế lãnh đạo SG935 có thể ngã hãm nhiều góc độ để thư giãn. Tính năng này giúp người sử dụng có thể thoải mái nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.